Chào tất cả anh em, mình hướng dẫn anh em chơi một cái app đọc báo đổi thẻ cào anh em. App này hay lắm, toàn hot girl không. Đầu tiên anh em tải dưới đường link mình, rồi mình để dưới nó ra được gì nè, ra giao diện như gì nè. Anh em nhấp vào xin nhận, nó chuyển anh em vào ship lay, giờ anh em tải về. Link mình để dưới phần mô tả. Rồi anh em bấm nút này. Rồi anh em vô đăng ký một tài khoản login bằng Facebook hay là số điện thoại gì đó tùy anh em. Vô đọc một bài báo. Đồ nhận một phết 50 xu. Anh em qua bên kia một đứa thằng anh em xem hot girl không. Trời ơi, quá trời xinh luôn. Xinh thiệt. Có thằng quắc đây nè. Đù. Quá gắt. Tu đẹp hơn nhỏ này đẹp. Anh em nhớ bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh của mình ha. Mình làm video mà chắc tới mùa thu năm sau mới được bắt kiếm tiền quá. Anh em nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ mình, nó như là một món quà tặng cho mình. Mình cảm ơn anh em nhiều. Vô đây coi không biết chán luôn. Quá xinh. Nhà Phương. Qua đây nè anh em, có một hot girl nữa nè anh em. Rồi một hot girl thôi. Thôi anh em ơi, cái một hot girl này không có bằng cái một nữ thằng này anh em ơi. Một nữ thằng này có mấy hay hơn. Anh em tải app này về chứ vô chơi vô coi một nữ thằng không là được rồi. Đâu. Anh em nào đọc đủ 100 xu qua bên cái phần cá nhân nào, qua một cái đó qua nè. Nhà mình chưa có xu, mình đi đọc báo á. Vào một con gơ. Anh em nào bấm nút đăng ký kênh mình thì đây là vô cấm, như mình sẽ trả lại cho anh em.
Đù Ngọc Trinh quá, quá xinh. Anh em bấm đăng, nút đăng ký đi, mai gà mốt gì mình rảnh mình làm mấy cái video mà cho anh em và mấy trang web mà cho anh em tải hình ảnh về mà đăng lên YouTube không có bản quyền anh em, miễn phí, nguồn video đẹp đẹp không à. Anh em có thắc mắc gì cứ để là mình lận ở dưới. Nhỏ này có được không anh em đã là comment gì ô giống Ngọc Trinh mặc đồ thiếu giải quá ta. Anh em nào có bấm nút đăng ký ở dưới thì để lại dấu chấm ở dưới cho mình biết nghe anh em, đặng mình trả lại cho anh em. Mình không có đi cài view cài bộng gì đâu, mình làm theo sức lực của mình nè. Đây tới 2230 thế nào mình cũng đạt được 1000 lượt đăng ký à. Mình làm nay nữa là được cả 100 mấy chục video mà có 2 mấy người đăng ký vậy. Thôi video mình ở đây là cũng kết thúc. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Xin chào tạm biệt.